ancla mejor de lo que vemos aquí. Vamos de nuevo. Đầu tháng 5 năm 2015, các producer của VietTV đã thực hiện một chuyến đi đáng nhớ có 102. Đó là khám phá đất nước Cuba, một quốc gia bí ẩn đối với nhiều người trên thế giới. VietTV hân hạnh giới thiệu với quý vị loạt phóng sự về Cuba qua trải nghiệm bằng cách đi bụi để tìm hiểu cuộc sống của người dân Cuba một cách gần gũi và chân thực nhất. Về lại Havana từ Vinales, chúng tôi dừng lại New Havana và nơi đây lại gây một cú sốc thứ hai. Cú sốc lớn nhất là một Old Havana hoang tàn và đổ nát, và cú sốc thứ hai là một New Havana vô cùng hiện đại ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi nếu so sánh với Old Havana. Trước mắt chúng tôi là những khu nhà hiện đại, những hotel rất lớn dành cho chính khách, ngoại giao và những du khách quốc tế nhiều tiền. Kính chào quý vị khán thính giả VietTV Network, Phạm Cơ đang ở New Havana của Cuba. Thưa quý vị, New Havana là một trong những cái khu vực của Havana, thủ đô của Cuba, trong đó có Old Havana và New Havana. Old Havana như quý vị sẽ đã thấy ở đông là gồm có những cái nhà cửa cổ ngày xưa, và hiện giờ đây thì khu đó không có được sửa chữa nhiều và rất là, phải nói chung là đơn sơ như những ngày trước khi mà có cuộc cách mạng. Và bây giờ New Havana thì cũng giống như các cái đơn vị, các thành phố khác của các nước Nam Mỹ, dinh thự, cơ quan chính phủ, rồi ngoại giao đoàn, và dĩ nhiên là tất cả những cái trung tâm thương mại cũng như những trung tâm kinh tế và dịch vụ của nước Cuba. Đó là những cái gì một phần của Cuba, và đó là những gì không thể khác biệt được với các nước Nam Mỹ. Tuy nhiên, Old Havana nó có một cái gì khác hơn, khiến người ta xúc động hơn là khi chúng ta nhìn thấy New Havana. Havana. Mấy ngày trước thì chúng tôi ở Old Havana, một thành phố rất là cũ kỹ và đổ nát. Nhưng mà khi hôm nay chúng tôi được bước chân đến New Havana, chúng tôi thấy một cái quang cảnh hoàn toàn khác, với những cái khách sạn lớn 5 sao, rồi có những cái ngôi nhà của người dân cũng rất là mới. Tuy là thành phố cũng nhỏ thôi, không có như là chúng tôi mong đợi là
những cái thành phố Nam Mỹ lớn khác. Nhưng mà đối với Cuba, đó thực sự là một điều ngạc nhiên cho chúng tôi khi thấy những cái quang cảnh như thế này, nhà cửa khang trang, đường xá rộng rãi, cây cối, cây xanh rất là nhiều. Và nhà cửa thì nó không có cũ kỹ giống như là Ô Havana nơi chúng tôi đã ở mấy ngày qua. Đó thực sự là một điều ngạc nhiên cho chúng tôi khi bước chân đến New Havana. Chúng tôi kết thúc một ngày dài bằng việc được ngắm những cây phượng vĩ đẹp đến nao lòng. Havana, chỉ ngày mai thôi là chúng tôi phải rời xa nơi này. Cảm giác ấy thật là khó tả, bởi chúng tôi cứ như đứng giữa hai thái cực khó tả, vẫn luôn thắc mắc rằng những gì mình thấy đã thật hay chưa? Người Cuba có thực sự vui vẻ như cách họ thể hiện hay không, dưới những ngôi nhà đổ nát và mọi thứ đều lạc hậu? Và những thứ hiện đại mà chúng tôi thấy ở New Havana có phải là thứ văn minh mà người dân Cuba thật sự được hưởng hay không? Mọi thứ vẫn còn nằm trong thắc mắc. Mọi thứ vẫn còn nằm trong hoài nghi. Tạm biệt Cuba. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi rời Ô Havana để ra sân bay. Chúng tôi tạm biệt Havana, tạm biệt một thời đại đóng băng, một nền văn minh bị lùi lại phía sau hàng trăm năm so với thế giới. Đến lúc này, có một nỗi buồn xen lẫn niềm hy vọng. Hy vọng sau thời kỳ mở cửa, sớm mai thôi, người Cuba sẽ chọn đúng hướng đi của mình để phát triển và để những người dân đáng mến được sớm tiếp cận với nền văn minh của nhân loại.